Tuổi làm ăn hợp tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Ất Mão mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng quý bạn. Chọn tuổi hợp làm ăn với Ất Mão nữ, nam để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc. Để chọn ra được các thông tin tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi nào cần dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét. Vì thế, các thông tin về tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi nào trong làm ăn sẽ được chọn lọc và chỉ xuất ra kết quả cuối cùng. Tuổi Ất Mão hợp làm ăn với những tuổi Nhâm Thân, Quý Dận, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi thuộc mệnh Kim thì dễ có tài lộc, làm ăn phát đạt, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Tuổi Ất Mão kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Mộc, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thì người Ất Mão phải là cấp dưới hoặc trợ lý thì công việc mới được thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Ất Mão nếu làm ăn cùng với những người tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy thì hai bên dựa vào nhau mà sống, lợi hại cùng chung, chung chịu và cùng nhau hưởng. Người tuổi Ất Mão không nên kết hợp làm ăn với những người tuổi Bình Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi thuộc mệnh Thổ vì công việc làm ăn bị thua thiệt nhiều nên tìm cách tránh thì tốt hơn.